Hiện tại bây giờ tổng số tiền Lực Tàng nhận được bên phía các cô chú Mạnh Thường Quân trong cái đợt 2 này là, và Lực Tàng cũng xin nói với cô chú anh chị như thế này, khi mà Lực Tàng làm clip á, cô chú anh chị theo dõi kênh của Lực Tàng á, là đã nắm bắt được Lực Tàng cách thức làm như thế nào. Trong cái clip đầu tiên mà Lực Tàng gặp anh Dũng á, thì ngày hôm nay Lực Tàng nói luôn để cho cô chú anh chị nào đang khúc mắc mà nói rằng Lực Tàng này mất dạy, Lực Tàng này bố láo, Lực Tàng này này kia mà coi thường người lợn ve chai để rồi chửi họ, coi như là bố đời này khi thánh thiện rồi này khi gọi điện chửi Lực Tàng rất là nhiều. Thì Lực Tàng cũng xin nói với những cái người đó, Lực Tàng bán hàng ở trên á, trên kênh á, thì cũng rất mong cô chú anh chị là hiểu cho Lực Tàng, đó là cái cuộc sống mưu sinh, ai cũng phải có một cái công việc, có một cái nghề nghiệp. Thì Lực Tàng đi làm giúp đời giúp người, thì cô chú anh chị thương Lực Tàng, ủng hộ cho Lực Tàng một chai như vậy. Lực Tàng cũng chỉ là ăn hoa hồng của công ty, không được bao nhiêu tiền. Với cái số lượng của cô chú anh chị gọi về càng nhiều, thì Lực Tàng có thêm cái đồng ra đồng vô. Đó cũng là một cái niềm động lực. Cả hai vợ chồng Lực Tàng đi luôn, cô chú anh chị thấy không? Chứ có phải là một mình Lực Tàng đâu. Con cái Lực Tàng này thì không phải ở đây là Lực Tàng than khổ, mà Lực Tàng muốn nói cho những người nào mà nói là Lực Tàng lợi dụng câu chuyện để đi bắt hàng, là Lực Tàng sẽ nói lại cho cô chú anh chị biết. Dạ, mến chào quý ông bà cô chú và các anh chị. Lời nói đầu tiên cho phép Lực Tàng là gửi lời chúc đến quý ông bà cô chú anh chị có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Thì ngày hôm nay Lực Tàng lại tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến cái sự việc của anh Dũng với chị Thạch. Thì trong cái tập trước đó thì cô chú anh chị thấy rằng là có một cái tin buồn và lại cũng là có một cái tin vui. Thì cái tin buồn là chị Thạch là chỉ chưa mổ được nha cô chú anh chị, và phải chờ đến tháng 12 để cho bác sĩ Kha là khám lại, lúc đó là quyết định mổ được hay không là quyền quyết định là do bên bác sĩ và do bên bệnh viện nha cô chú anh chị. Thì cái số tiền mà Lực Tàng kêu gọi để hỗ trợ cho bên phía chị Thạnh á, thì tính đến cái ngày hôm trước mà Lực Tàng cung cấp cho cô chú anh chị, là Lực Tàng cũng nói rằng là trích cái số tiền của mẹ Linda ra thì cũng hỗ trợ đủ rồi. Là về cái vấn đề mổ là với cái lời kêu cứu của anh Dũng là 47 triệu để lắp 37 triệu là cái lưới sọ não và 10 triệu là thực hiện ca mổ. Thì Lực Tàng cũng đã kêu gọi và làm đủ mọi cách để mà có thể là kêu gọi đủ. Thì cái tin buồn đó thực sự là làm cho Lực Tàng cũng khá là bất ngờ, và có lẽ rằng cô chú anh chị cũng lại tiếp tục là không coi Lực Tàng là chưa có hoàn thành nhiệm vụ, giống như cái sự việc của anh Hiếu trước đó. Nhưng mà đây là cái sự việc bất ngờ, đối với những cái ca bệnh nặng như thế này thì cũng không ai đoán trước được cái gì nha cô chú anh chị. Thì tiếp tục là Lực Tàng lại phải cầm tiền để mà chờ đợi. Thì đó là cái tin buồn. Còn cái tin vui á, là có một anh ở Dầu Tiếng là anh Chín á, thì anh cũng có nói là sẽ hỗ trợ cho gia đình để lo hết tất cả mọi thứ. Và anh Dũng với chị Thạnh ở đây cũng đã đồng ý để mà chuyển phòng trọ. Thì Lực Tàng sẽ lên cái phương án để cho anh Dũng gặp anh Chín trước, hai bên dàn xếp nói chuyện với nhau xem coi tình hình nó như thế nào, rồi cái khi mà phương án mà chuyển phòng á, là tính sau. Thì ngày hôm nay thì có tất cả con cái của bên phía chị Thạnh cũng như là các cháu hôm nay cũng về đây khá là đông. Thì Lực Tàng cũng trong thời gian kêu gọi vừa rồi thì Lực Tàng chốt sổ đợt 1 là với cái số tiền là 22.400.000 là hôm bữa Lực Tàng đã tính với anh Dũng ở đây rồi. Thì ngày hôm nay thì Lực Tàng cũng nhận thêm được một số cái sự hỗ trợ là trong cái đợt 2 này. Là cũng chưa hết danh sách cô chú Mạnh Thường Quân gửi về nha cô chú anh chị. Đến bây giờ là anh Dũng với chị Thạnh đã được cái sự thương cảm của cô chú Mạnh Thường Quân rồi, và cũng đã được nhận được cái sự hỗ trợ cũng khá khá trở lại nha cô chú anh chị. Trước đó là cái sự việc lùm xùm giữa bé Trinh về liên quan đến cái chuyện bùa ngải này kia rồi chị chưa nhận được nhiều. Nhưng mà từ cái ngày Lực Tàng làm sáng tỏ mọi thứ rõ ràng minh bạch rồi thì cô chú Mạnh Thường Quân cũng đã mở rộng cái vòng tay bao la của mình ra để mà trợ giúp cho bên phía chị Thạnh với anh Dũng nha cô chú anh chị nha. Thì ngày hôm nay Lực Tàng sẽ tiếp tục lên cái danh sách đợt 2 là Lực Tàng sẽ nhận được bao nhiêu để cung cấp cho cô chú anh chị, để cô chú anh chị nắm bắt một cách minh bạch rõ ràng. Thì cái đợt 2 này là Lực Tàng nhận được của chị Julia Trần ở bên Mỹ với cái số tiền là 7.260.000. Hai là anh Thành Sự với cái số tiền là 1.000.000. Ba là chị Kiến Châu cho gia đình mình cái số tiền ăn. Chị nói là tiền mổ, ca mổ thiếu thì tính sau. Còn bây giờ chị gửi cho anh chị trước là 1.000.000 tiền ăn. Tí nữa em sẽ đưa cho anh chị tiếp 1.000.000 này ha. Là chị Kiến Châu ở bên nước ngoài á, chị gửi về cho mình 1.000.000. Bốn là chị Hà Trúc gửi về cho gia đình mình với số tiền là 1.000.000. Năm là cô giấu tên gửi cho gia đình mình 1.000.000. Sáu là chị Kim ở Hà Nội với số tiền là 1.000.000. Bảy là chị Xuân Nguyễn ở Mỹ gửi về cho gia đình mình là 4.800.000. 8 là anh Bùi Văn Lái. Anh Bùi Văn Lái này là anh cũng dân lao động, đang thuê phòng trọ như anh. Và ngày trước là quê anh cũng ở thành phố mới này.
cũng là rất là khổ, nhưng mà thấy hoàn cảnh của anh thì đồng cảm, gửi về cho anh 500. Chính là chị Nguyễn Hằng với số tiền là 500. 10 là chị giấu tên với số tiền là 500. 11 là chị Hoàng Thị Hoa với số tiền 200. 12 là chị Thu Hồng với số tiền là 500. Thì cái đợt 2 này á, là tổng lực tàng nhận được là 19.260.000. Và cộng với đó là đợt trước là 22.400.000. Thì hiện tại bây giờ tổng cái số tiền lực tàng nhận được bên phía các cô chú mạnh thường quân trong cái đợt 2 này là 41.600.000 nha cô chú anh chị nha. Thì còn một số cái các mạnh thường quân ở bên nước Úc và bên nước Mỹ cũng như là nước ngoài á, cũng gọi điện về cho lực tàng và lấy địa chỉ của lực tàng cũng như là lấy số tài khoản rồi. Rồi mấy cô chú ở Việt Nam cũng vậy. Thì lực tàng là ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 nha cô chú anh chị. Là lực tàng làm clip này. Thì cô chú anh chị nào mà gửi tiền về mà chưa thấy tên của mình ở trong cái đợt 2 này thì chắc chắn sẽ có tên trong đợt 3 nha cô chú anh chị nha. Lực tàng sẽ hoạch thu trong đợt 3 và đọc tên minh bạch. Cho nên cô chú anh chị cứ yên tâm. Khi mà chưa có tên thì nói sao lực tàng mày không đọc tên tao trong đó rồi này, khi gọi điện cho lực tàng cũng nhức đầu lắm nha cô chú anh chị nha. Đó, thì lực tàng ngày hôm nay là có con với lại dâu cũng như chị Thạnh với anh Dũng ở đây, thì lực tàng cũng muốn minh bạch đọc rõ số tiền đó để cho cô chú anh chị nắm bắt ha. Thì bây giờ anh Dũng gửi lời đến tất cả cô chú mạnh thường quân mà lực tàng đã đọc tên rồi, cảm ơn tới các cô chú mạnh thường quân đó đi anh Dũng. Dạ, vợ chồng em á, cảm ơn mạnh thường quân trong nước ngoài nước vợ giúp đỡ vợ chồng em. Em vô cùng rất là cảm ơn mạnh thường quân trong nước ngoài nước đã hỗ trợ cho em, nhưng mà tạm thời giờ vợ em chưa mổ được thì cho nên em gửi số tiền để lại cho anh là lực tàng giữ. Chừng nào mà vợ em mổ được thì em phải điện cho anh đàn đến để mổ cho vợ chồng của em. Em vô cùng rất cảm ơn. Rồi còn Ngoan thì em bữa nay thấy cái số tiền anh nhận được như vậy á là 41 triệu thì nói chung là chưa đủ ha. Mà lý do vì sao anh nói chưa đủ thì em cứ yên tâm là anh đã nói là đủ rồi. Thì em có cảm giác nó vui sướng như thế nào mà khi mà mình nhận được cái số tiền như thế này không? Vui tại vì nghẹn lời luôn cô chú anh chị. Một cảm xúc của một đứa con như Ngoan ở đây lực tàng nhận định là rất là hiền luôn cô chú anh chị ạ. Và rất là thương mẹ. Phải nói đến là một người con rất là có hiếu với là mẹ của mình. Thì chắc có lẽ rằng là ngày hôm nay nhận được số tiền này thì không ngờ rằng là cô chú cộng đồng lại có thể giang tay để trợ giúp cho mẹ của mình như vậy ha. Cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và nước đã giúp đỡ ủng hộ mẹ em. Công ơn này con xin ghi nhớ trong tim suốt đời. Cũng rất là xúc động đấy cô chú anh chị, cho nên là nói ra những cái lời nó cũng không được tỏ vẻ hết ra những cái suy nghĩ và này kia của mình. Ngoan đây là đi làm thì cũng phải nói đến là nếu như mà không có mẹ của mình bị và không kêu gọi sự trợ giúp để cứu mẹ thì Ngoan cũng chưa bao giờ xuất hiện trên cộng đồng mạng xã hội nhiều. Nói chung là về cái khía cạnh mà Facebook hay là lên trên mạng thì Ngoan rất là e dè nha cô chú anh chị. Một người đàn ông nhưng mà phải nói đến là cũng không được mạnh dạn như bao người đàn ông khác, không giống như thằng Tàng này như cô chú anh chị nha. Sao chị cười thế lại không cười? Con gì chủng chưa chết, chứ cũng không lại không. Bữa nay là thấy chị Thạnh là rất là tươi tỉnh luôn. Nó nhát với nó thằng nào. Nè, em chưa có hù nha. Đây là em nói chứ nhưng mà em đâu đã nói là tiền này là có chị chính xác đâu. Giờ cô chú mạnh quân lấy lại rồi đó. Đó, đó mà cười. Bây giờ như thế nào? Cô chú mạnh quân không lấy lại nè tiền. Không lấy đâu. Cho mà mình tàn giữ số tiền đó chứ mà mạnh thường quân không lấy lại đâu. Giờ đã ta chấp nhận giúp đỡ rồi, người ta giúp cho chót đó chị nói chứ mạnh thường quân có nói đâu. Không, nhưng mà nghe cái số tiền em nhận được như vậy là vui không? Vui, bữa nay nghe là vui. Vui thì như thế nào với cô chú mạnh thường quân thì nói đi nè. Thì bữa nay mình biết được cái số tiền mạnh thường quân giúp đỡ cho mình được như mình cũng rất mừng. Rất cảm ơn trong nước và ngoài nước ủng hộ cho mình. Được vậy mình mừng, mình nghe là mình bữa nay mình mừng nhiều. Cảm ơn ông bà, cô chú là cô bác trong nước và ngoài nước. Rồi khi mà cái số tiền này nhận được á là đã mừng rồi. Mai mốt thì chuyển phòng trọ qua bên kia có cái anh hai nữa ha. Thì giờ kêu anh hai đi trợ giúp cho mình nữa là như vậy là còn vui hơn nữa ha. Thì hy vọng là với cái niềm vui nó dồn dập nó đến với chị như vậy á thì tinh thần chị thoải mái.
Rồi chị sẽ vật lý trị liệu thì có lẽ rằng là sẽ đi lại chắc có khả năng là một tuần nữa là thấy là chị chạy được luôn, chị nhảy dây được luôn. Nếu nữa nếu mà được vật lý trị liệu là nghe được là có người ủng hộ là mừng. Ừ. Cảm ơn anh Chính ơi. À, cũng cố gắng nha, qua bên đó nếu như mà qua bên đó mà ok mà có phòng vật lý trị liệu thì cố gắng tập cho nhiều vô. Về nhà thì bảo anh Dũng là coi như là thể dục thể thao mạnh vô à. Rồi đến khi là mai mốt ví dụ như ấy nó còn đẻ rồi chứ, đúng không? Đủ nuôi rồi, mấy đứa đủ nuôi rồi. Hai vợ chồng đang rất là mơ ước có một đứa con, nhưng mà Lực Tàn nói là chị như thế này sao là có đứa con được. Cho nên là khi vật lý trị liệu được thì sẽ đẻ ha. Thì cái đó thì cũng hy vọng thôi, cũng rất là mong mỏi nó như vậy đó cô chú anh chị ạ. Rồi thì còn về cái phần số tiền như thế này nè, thì em cũng nói cho cô chú anh chị nắm bắt và anh chị ở đây nắm bắt luôn ha. Thì em cũng không muốn giữ số tiền. Tiền là tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi về thì em rất là minh bạch ở trong vấn đề này. Và trong cái thời gian thì cũng không biết là khi nào chị mổ được. Thì có lẽ anh chị cô chú Mạnh Thường Quân cũng đã biết được rằng là lý do vì sao. Thì Lực Tàn xin phép dùng cái số tiền này để Lực Tàn sẽ dẫn anh Dũng đi. Chứ bây giờ chị Thạnh chỉ đi không được ra ngân hàng đâu. Thì Lực Tàn sẽ đưa anh Dũng ra ngân hàng để làm một cái sổ tiết kiệm cho cô chú anh chị nha. Trong số tiền này á, là 41.600.000 thì Lực Tàn sẽ đang còn một số Mạnh Thường Quân gửi về nữa. Thì cái số tiền đó thì Lực Tàn sẽ nhận và Lực Tàn sẽ dùng cái số tiền phía sau là 40 triệu này. Lực Tàn sẽ dùng cái số tiền 40 triệu này là Lực Tàn sẽ gửi vô trong cái sổ tiết kiệm ngân hàng. Đứng tên anh Dũng và dưới quyền kiểm soát của Lực Tàn nha cô chú anh chị nha. Tức là sổ Lực Tàn sẽ cầm và tên là tên của anh Dũng, tức là không có Lực Tàn thì không rút được, mà không có anh Dũng cũng không rút được luôn. Tức là khi rút á, là phải có hai người thì mới rút được. Đó là Lực Tàn cũng đã làm sổ này rất là nhiều cho các nhân vật mà Lực Tàn đến trợ giúp rồi. Nên là cô chú anh chị cứ yên tâm. Thì Lực Tàn sẽ xuất ra 40 triệu đó để mà đóng vào tiền cái sổ tiết kiệm ha. Thì ở đây là còn lại là 1.600.000. 1.600.000 này thì chút xíu nữa là cái tiền này là của chị Kiến Châu á, là gửi cho mình 1 triệu để tiền ăn ha. Thì thôi nói làm luôn đi, không có để mất công tí quên mất à. Đưa luôn cho mình 1 triệu cái tiền của chị Kiến Châu, tiền ăn uống ha. Là 41.600.000 mà đưa cho chị 1 triệu là còn 40.600.000. Thì 600 này á là em sẽ cộng với lại cái tiền của Mạnh Thường Quân đợt 3 để mà trợ giúp cho vấn đề là vật lý trị liệu ha. Đó, còn mà bên kia ví dụ như qua bên kia thì nói vậy thôi chứ mình cũng chưa gặp anh Chín. Thì gặp anh Chín rồi thì nếu anh hỗ trợ cái gì thì mình còn thiếu thốn cái gì thì em sẽ hỗ trợ hết mình luôn để trợ giúp cho cuộc sống của anh chị có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn ha. Đó. Thì cái phương án như vậy thì anh Dũng có đồng ý không? Vừa gửi vô cái sổ tiết kiệm á, ngân hàng á là vừa có giữ được tiền à. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình xin lời. Có thể là mình một vài tháng thì nó không bao nhiêu nhưng mà cũng kiếm được một đồng nào đó. Còn hơn là anh đi lượm ve chai nữa thì biết sao, đúng không? Thì em nói thì vợ chồng anh thì rất cảm ơn, nhưng bây giờ có con á thì cũng phải có một ý kiến như thế nào. Đúng rồi. Anh không có muốn là cái vấn đề tiền bạc lô bu, anh không có thích. Đó, có con và có cháu, đó, coi là như thế nào đi. Rồi, thì bây giờ con trai, thì cái số tiền đó là không phải là gửi về để cho mẹ em tiêu tốn rồi một số tiền này kia về mục đích khác ha. Mà cái mục đích duy nhất là để mà trợ giúp mổ cho mẹ của em thôi. Thì anh kêu gọi ví dụ như dư ra thì cái số tiền đó anh sẽ dùng vô cái vật lý trị liệu hay là cứu sống cái cuộc sống. Còn cái số tiền mà chốt cố định là 40 triệu đó là có thể là anh sẽ bù thêm để đủ thêm 10 triệu nữa. Nếu như cô chú mà gửi về là thêm 10 triệu nữa thì thực hiện ca mổ là 47. Mà có thể nó phát sinh thêm thì Lực Tàn sẽ bỏ thêm 10 triệu cho tròn 50 triệu. Còn dư bao nhiêu thì để vật lý trị liệu. Thì cái phương án mà anh bỏ tiền vô trong ngân hàng tiết kiệm như vậy cho mẹ em thì em thấy cảm thấy như thế nào? Có đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý ha? Dạ. À. Số tiền đó giữ là em đồng ý. Cho toàn quyền quyết định cho anh Lực Tàn với anh chú Dũng toàn quyền quyết định. Thì đó là toàn quyền quyết định là do bên phía anh với chú Dũng ha. Dạ. Thì trong thời gian vừa rồi thì em cũng đã làm tất cả mọi thứ để mà trợ giúp cho mẹ mình. Thì đến bây giờ là nợ nần đang còn, cũng không còn cách để mà cứu mẹ của mình nữa ha. Thì bây giờ được cộng đồng rộng lớn bao la và cũng hay tiếp cận được với kênh của anh. Thì như vậy thì em cứ yên tâm ha. Số tiền này là anh sẽ giữ và để vào trong ngân hàng. Thì có hai bên luôn là cả chú Dũng với anh nữa chứ không phải là một mình anh quyết định được. Đó là khi mà cần thiết thì sẽ rút cái số tiền đó ra để mà giải quyết ha. Rồi, chị Thành, ok chưa? Em làm như vậy được chưa? Dạ được, vậy là mình cũng rất cảm ơn. Để cho số tiền, mình Tàn giữ số tiền đó nữa. Sau này mình
được mổ nghe tập giới thiệu liệu là mình rất tin tưởng Minh Tàn. Rồi bây giờ cái số tiền em gửi mới có 40 triệu thôi, thì bây giờ có kết sắt hay là có giấu tiền ở đâu không, đưa đây để em gộp ở đó cho tròn tỷ, để khi mà mình đi lấy tiền lời nó ngon hơn, khỏi phải làm cái gì hả? Ở đâu bây giờ có số tiền tỷ? Em nghe thông tin ở dưới cô chú bình luận nói là anh Dũng anh đi lượm ve chai, là anh hồi trước anh lượm được một viên kim cương đó, trời ơi nó bóng loạn luôn, mà nghe đâu mấy chục tỷ mà chị đang cất ở đâu dưới gầm giường hay đâu, để tí em đào lên tìm nè, có không? Không ha. Nói vậy mà cũng Tàng nói vậy mà không biết ngựa mồm ha. Tao có cái đó thì tao cần thì tao kêu gọi mày ha. Dạ gì nói vậy? À. À. Đây cô chú anh chị ạ, thì ngày hôm nay khi mà Lực Tàng cung cấp thông tin vui và các con về đây để mà chăm như vậy, thì Lực Tàng thấy là tinh thần của chị Thạnh là khởi sắc và phải nói đến là ok luôn á. Hy vọng là lúc nào cũng có những cái phút giây như thế này chị ha. À, thì còn một số cái vấn đề liên quan đến cái chuyện mà bên phía người chồng của chị Thạnh đi lên tiếng á, thì có lẽ rằng là Lực Tàng sẽ cung cấp để cho cô chú anh chị nắm bắt trong một số cái clip tiếp theo nha chú chị. Hy vọng rằng là những cái lời nói là hai bên là nói chuyện với nhau á, bức xúc á, thì nó sẽ chính xác xác thực. Chứ Lực Tàng không thích là những cái trường hợp mà lên nói ví dụ như là dặm mắm thêm muối, để rồi mà nói thêm nó bớt bất cứ một cái gì, để rồi mà làm cho cái câu chuyện nó diễn biến nó phức tạp. Lực Tàng không muốn đưa lên, nhưng họ mà gọi điện đến cho Lực Tàng rồi thì bất cứ một ai là đưa lên hết. Đó, vấn đề về bùa ngải trước đó thì cô chú anh chị thấy là rất là nhức đầu rồi. Là trong những cái tập mà giải cứu tập 1, tập 2, tập 3 của Lực Tàng ngày hôm nay là đến tập 3 rồi đúng không ạ? Thì cô chú anh chị thấy rằng là tất cả mọi niềm vui là đã dần dần được đến với chị Thạnh. Và Lực Tàng cũng xin nói với cô chú anh chị như thế này, khi mà Lực Tàng làm clip á, cô chú anh chị theo dõi kênh của Lực Tàng á, là đã nắm bắt được Lực Tàng cách thức làm như thế nào. Trong cái clip đầu tiên mà Lực Tàng gặp anh Dũng á, thì ngày hôm nay Lực Tàng nói luôn để cho cô chú anh chị nào đang khúc mắc mà nói rằng Lực Tàng này mất dạy, Lực Tàng này bố láo, Lực Tàng này này kia mà coi thường người lượm ve chai để rồi chửi họ, coi như là bố đời này khi thánh thiện được này khi gọi điện chửi Lực Tàng rất là nhiều. Thì Lực Tàng cũng xin nói với những cái người đó, mấy người có coi á, thì cố gắng á, là coi hết cái clip của Lực Tàng, đúng không? Lực Tàng gặp anh Dũng ngoài đường thì Lực Tàng phải có quyền nghi vấn một người đàn ông thanh niên lực lưỡng bụng bự như thế là cái thúng như thế này mà đi lượm ve chai móc thùng rác, thì Lực Tàng nghi vấn một là người đó có vấn đề gì về thần kinh, hai là có cái vấn đề gì về cái chuyện trộm cắp này kia, đúng không? Chứ không ai một người bình thường mà đi làm những cái trường hợp như vậy. Thì Lực Tàng có quyền nghi vấn, nhưng khi Lực Tàng tiếp cận được thì cái clip phía sau cô chú anh chị không thèm xem, cô chú anh chị chỉ xem ngay cái khúc đầu mà Lực Tàng đang hỏi thăm anh ấy thôi. Rồi cái trong clip đó, cái khúc sau là Lực Tàng đã về đến cái phòng trọ này và phát hiện ra cái sự thật nó quá chi là bi thương, nó quá chi là xót xa khi anh ấy phải đi lượm ve chai để nuôi chính người vợ của mình đó. Thì mà cô chú thấy Lực Tàng làm như vậy thì lỗi gì mà cô chú gọi điện đến chửi Lực Tàng là thằng này là khinh thường người lượm ve chai? Không bao giờ Lực Tàng khinh thường người lượm ve chai, mà Lực Tàng đang đi cứu những người lượm ve chai nha cô chú anh chị nha. Lực Tàng đang muốn trợ giúp cho họ, chứ không phải là Lực Tàng làm lên để kiếm view kiếm like nào này kia. Chương trình làm thì phải có đầu có đuôi có gốc có ngọn chứ, đâu phải là lao một cái vô là giúp người ta. Rồi cô chú anh chị thấy lượng view của Lực Tàng lên nói là mày làm câu view câu like để mày kiếm tiền, thì Lực Tàng cũng xin nói luôn, nếu như không có view không có like thì làm sao tiếp cận được cô chú Mạnh Thường Quân, video làm sao được đề xuất ở trên YouTube để mà tới tất cả mọi miền trên đất nước cũng như là ra toàn thế giới được tiếp cận nhiều, được sự chia sẻ nhiều của cô chú anh chị thì view nó sẽ lên và sẽ tiếp cận được với cô chú Mạnh Thường Quân, thì Lực Tàng mới nhận được. Chưa có một cái trường hợp nào mà Lực Tàng khó đến mức độ mà phải kêu gọi và làm đủ mọi cách như chị Thạnh đây để nhận được một số tiền nó đang còn nho nhỏ như ngày hôm nay, đúng không? Rất khó khăn. Cô chú không ủng hộ mà cô chú lại còn nói những cái lời cay đắng, nói ra nói vào như vậy. Đó, coi thì phải coi hết clip và biết được cái nội dung Lực Tàng làm như thế nào. Chứ không phải là Lực Tàng có view có like. Biết là làm phải có view có like, Lực Tàng cũng có cuộc sống chứ. Lực Tàng cũng có vợ có con, Lực Tàng cũng phải làm để có cuộc sống mưu sinh của mình. Nhưng mà bây giờ cô chú làm cái này mà cô chú gửi tiền về là trợ giúp cho nhân vật còn chưa đủ, thì lấy đâu ra mà Mạnh Thường Quân cho tiền Lực Tàng để Lực Tàng làm giàu cô chú anh chị? Có chăng thì cô chú cũng cho tiền xăng đồ này kia để Lực Tàng có cái động lực để Lực Tàng đi, thì Lực Tàng cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và tiền lương cho YouTube á, thì được view được like thì Lực Tàng có động lực mạnh hơn nữa để đi cứu những hoàn cảnh khó khăn khác. Còn chuyện Lực Tàng bán hàng ở trên á, trên kênh á, thì cũng rất mong cô chú anh chị là hiểu cho Lực Tàng, đó là cái cuộc sống mưu sinh, ai cũng phải có một cái công việc, có một cái nghề nghiệp. Thì cái Lực Tàng đi làm trợ giúp đời giúp người, thì cô chú anh chị thương Lực Tàng, ủng hộ cho Lực Tàng một chai như vậy. Lực Tàng cũng chỉ là ăn hoa hồng của công ty, không được bao nhiêu tiền.
với cái số lượng của cô chú anh chị gọi về càng nhiều thì Lực Tàng có thêm cái đồng ra đồng vô. Đó cũng là một cái niềm động lực, cả hai vợ chồng Lực Tàng đi luôn cô chú anh chị thấy không, chứ có phải là một mình Lực Tàng đâu. Còn cái Lực Tàng này thì không phải ở đây là Lực Tàng than khổ, mà Lực Tàng muốn nói cho những người nào mà nói là Lực Tàng lợi dụng câu chuyện để đi bắt hàng, là Lực Tàng sẽ nói lại cho cô chú anh chị biết. Trong cái thời gian trước đó Lực Tàng đã bán rồi, chứ không phải là đến bây giờ trong câu chuyện của anh Dũng mà Lực Tàng mới bán. Lực Tàng còn bán cả mật ong nữa như cô chú anh chị. Tất cả mọi thứ là Lực Tàng kinh doanh đó, là đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và buôn bán là đúng giá, chứ không phải là lên đây để lợi dụng để kiếm tiền đâu ha. Nên là rất mong cô chú anh chị là thông cảm, đừng gọi điện đến như Lực Tàng. Những ai mà không thích coi kênh của Lực Tàng đừng vô coi, có vậy thôi. Chứ còn gọi điện đến như Lực Tàng rất đau đầu, rồi còn chửi tục chửi thề nữa chứ cô chú anh chị, chửi cả cha cả ông Lực Tàng ra nữa mới ghê chứ. Đó, Lực Tàng đang ở Dĩ An, Bình Dương. Ai muốn gặp Lực Tàng thì cứ đến là thông báo với Lực Tàng, Lực Tàng gặp trực tiếp. Rồi cô chú anh chị muốn đấm, muốn tát hay là muốn chém, muốn giết gì đó thì Lực Tàng là nằm im, cô chú anh chị đánh, chém, giết ha. Chứ đừng có gọi điện hù Lực Tàng là chửi cha chị ông Lực Tàng, là Lực Tàng không có chấp nhận đâu. Được chưa? Đó, thì nói hết cái bức xúc là mồ hôi toát hết rồi. Cô chú anh chị thông cảm cho Lực Tàng nha. Lực Tàng là trong clip vui vẻ, nhưng mà khi mà nghiêm là phải nghiêm cho cô chú anh chị. Không, Lực Tàng không thích là cái chuyện lằng nhằng mà nó diễn biến nó ấy. Đó thì ngày hôm nay như vậy đó ha chị Thạnh ha. Em nói thấy căng chưa? Thấy ớn em chưa? Ớn ăn chưa? Rồi thì bây giờ là cũng đã ấy rồi, coi nấu cơm nấu nước cho chị ăn đi, lấy đồ ra cho chị ăn đi. Bữa nay không phải ăn mì nữa rồi ha. Không, cá khô rồi, chiên cá khô đi. Tí nữa lấy hết bọc cá khô. Giờ cho bọc cá khô chưa? Cho. Hay là cho nữa? Cho phân nữa. Đó là vẫn quyết định cho phân nữa, sao mà kêu kiệt dữ trời. Cho phân nữa, còn phân nữa chừa lại. Chừa lại để làm gì nè? Sợ không mua được nữa hay sao? Tiền nè. Đó, tiết kiệm hả? Tiền này để đó, chừng nào hết là hả mua. Bây giờ tiền cầm tiền này hay là đưa cho ông Dũng? Sợ ông đi gái không? Không. Giờ cho ông đi bán khoai không? Không luôn. Rồi anh cứ ở nhà ôm nhau sống vậy đó. Là hít hơi thở nhau rồi nói chuyện với nhau là no thôi, chứ không cần phải đi làm ha. Mấy người lao lao đó. Cảm ơn nha. Đó, đưa tiền cảm ơn luôn ghê. Chị Thạnh là cứ là làm được bao nhiêu chắc ngày xưa là đưa hết cho anh Dũng đúng không? Đâu có tin tưởng không? Tin tưởng không? Tin ha? Tin mà hồi xưa là không có đưa. Hồi xưa không đưa. Anh nói là nó đi qua Úc ở. Ai kêu anh qua Úc đúng không? Có người thì kêu anh đi qua ảnh đó. Chịu không? Để cho anh đi qua Úc. Đi qua thì anh làm tiền anh gửi về nuôi. Ở của anh sung sướng hơn, để anh đi lượm nha trai. Không, ở nhà nấu cơm anh. Thì ông đi rồi thì ông làm về đây rồi thuê người nấu cơm cho chị. Thấy người khác đó tháng 30 triệu đó rồi sao? Không. Sao? Không, ông bỏ ông trốn đi thì sao? À, chừng nào ông trốn thì mày nói tính sao nữa. Cái số phận mình tới đó rồi thôi. Là vẫn quyết định là không cho đào chồng đi đâu hết ha. Giờ tay chân thì không có mà ông đi thì làm được gì ông. Tay chân thì không lắc được mà cứ... Đã cầm tay này, táng chồng này ha. Cái tay này còn quánh được nè. Được, tinh thần lúc nào cũng vậy là ok ha. Không, bữa nay vui á. Vui ha. Bữa nay vui. Ở nhà là anh làm chọc tới ngày à, đâu có suy nghĩ đâu, đâu để cho suy nghĩ. Rồi thì có lẽ cô chú anh chị ạ, ngày hôm nay là cái thềm đợt 2 ha. Còn thiếu danh sách cô chú anh chị nào thì cô chú anh chị chờ đợi trong cái đợt 3. Hy vọng rằng là ngày hôm nay thì Lực Tàng cũng chưa nhận được, tại vì tiền ở bên nước ngoài gửi về cũng phải chờ 1-2 ngày. Thì cô chú anh chị nào mà gửi về thì Lực Tàng sẽ tiếp tục đọc danh sách. Và Lực Tàng cũng chưa ngừng kêu gọi trong cái sự việc này nha cô chú anh chị. Tại vì cuộc sống của anh chị ở đây đang còn rất là khó khăn. Bây giờ là nhà cửa không có đồ này, khi trong nhà chả có cái vật dụng gì. Thì cũng hy vọng là cô chú... Mời tay này tới... Mời tay tới tiền trọ ha. Nữa. Thì anh khi đó thì cố gắng mà nếu mà số tiền còn dư hay cô chú anh chị nào mà có cho này kia thì có thì đóng, không có thì cứ gọi điện cho em. Thì hôm bữa em đưa 2 triệu lúc bệnh viện đó, đi taxi về với xài em chạy còn được 1 triệu. Chạy nhím nhím, mình dù lụm da chai cũng kèm kèm thêm chứ không phải là nhờ cái đồng tiền đó để mình tiêu xài bất cứ cái vật gì đó. Em có cài đẹp vin với là camera giấu kín hết trong người anh, là anh xài gì hay là anh đi gái là nó rung. Nhất là đi gái rung người này là em nắm bắt được, cho nên là anh chưa có rung lần nào hết, cho nên là anh đang chung thủy với chị yên tâm ha.
Đó cô chú anh chị, à, nói đến mà chồng mà đi chỗ này chỗ kia là sợ lắm, run lắm. Thôi đừng có hù bà, là bà ngứt đây rồi không chở được đi đâu anh Dũng ha. Đó thì clip ngày hôm nay là một cái niềm vui nữa, lại tiếp tục được lan tỏa trên kênh của Lực Tàn cho cô chú anh chị. Thì cũng hy vọng rằng là tất cả cô dì chú bác lại tiếp tục ủng hộ cho anh Dũng chị Thành. Biết nhiều gì Lực Tàn cũng sẽ tiếp tục nhận. Là khi nào mà đủ và cảm giác trong cái sự việc này Lực Tàn thấy đạt tiêu chuẩn rồi thì Lực Tàn sẽ ngừng. À, còn một vấn đề nữa về cái số tiền của mẹ Linda nữa cô chú anh chị ha. Thì mẹ Linda cũng có nói là đứng hỗ trợ phía sau, nhưng mà bây giờ thì cái số tiền là cơ bản là chị Thành cũng chưa có thực hiện cái ca mổ, và nó vẫn có khả năng là nó đã đủ rồi. Thì Lực Tàn sẽ xin là tiếp tục giữ lại cái tiền của mẹ Linda, để mà ví dụ như là gặp những cái trường hợp bất trắc xảy ra, hoặc là nếu mà đủ rồi thì có thể là san sẻ ra cho những cái hoàn cảnh tiếp theo. Thì quyền quyết định là ở nơi mẹ. Mẹ thích cho anh chị ở đây bao nhiêu, giúp đỡ như thế nào thì mẹ sẽ liên hệ với Lực Tàn. Còn trong thời gian trước đó thì mẹ nói rằng là Lực Tàn cứ toàn quyền quyết định về cái số tiền đó. Nhưng mà mẹ Linda là một người đã theo Lực Tàn và coi Lực Tàn như là con, cho nên là số tiền của mẹ Lực Tàn không muốn là làm vô một cái mục đích gọi như là nó tập trung vào một người, mà mẹ Linda là một cái quỹ để cho Lực Tàn có thể là đi đến với những hoàn cảnh khó khăn khác, trích ra mỗi người mỗi ít như vậy để gieo duyên cho họ, để gặp những cái mạnh thường quân khác như cô chú anh chị nhá. Thì có lẽ rằng là ngày hôm nay Lực Tàn cũng nói hết những cái khía cạnh trong cái sự việc rồi. Thì có lẽ rằng khi mà Lực Tàn lên clip của người chồng của chị Thành thì là sự việc có khả năng là nó sẽ dậy sóng lên một chút xíu nữa. Thì cô chú anh chị cứ theo dõi, Lực Tàn sẽ làm tất cả mọi thứ để cho nó minh bạch rõ ràng. Cô chú cứ ủng hộ Lực Tàn bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Chờ đợi clip hấp dẫn hồi hộp tiếp theo trên kênh của Lực Tàn. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cũng xin phép quý ông bà cô chú anh chị cho phép Lực Tàn được quảng cáo cái sản phẩm mà bên phía vợ chồng Lực Tàn đang bán. Thì ngày hôm nay là Lực Tàn đem đến cho cô chú ông bà anh chị một sản phẩm cực kỳ đạt chất lượng, đạt tiêu chuẩn để phục vụ cho cái vấn đề về đầu tóc của cô chú quý ông bà anh chị nha. Thì đây là dầu gội đầu 5 trong 1, và nó có rất là nhiều tác dụng, đạt tiêu chuẩn. Dầu thảo mộc 5 trong 1 này có tác dụng là làm giảm gầy rụng tóc, kích thích mọc tóc, dùng cho tất cả mọi lứa tuổi, người lớn hoặc là trẻ em, bà bầu sau khi sanh vẫn xài được, các anh nào mà bị nấm ngứa da đầu nha mọi người thì vẫn xài được, xài từ 2 tới 3 chai là nó sẽ hết những cái loại bỏ những cái nấm ngứa trên da đầu của mình. Giá rất là yêu thương nha mọi người, có 260.000 thôi. Thì nó có những cái thành phần rất là tự nhiên, thiên nhiên, được chiết xuất từ cao gừng, hạ thủ ô, ưỡi bồ kết nha mọi người. Cái này là thuộc cấp phép của công ty Epon nha mọi người. Thương hiệu này là nằm trong thương hiệu quốc gia. Một chai như thế này là nó có giá 260.000, là 300ml nha mọi người. Nấm ngứa da đầu thì xài từ 2 tới 3 chai là sẽ hết nha. Vẫn gội như dầu gội đầu bình thường của mình thôi mọi người. Và đây là cái dầu gội đầu 5 trong 1 mà vợ chồng Lực Tàn đang bán, đang kinh doanh nha cô chú và anh chị. Đây là tem của sản phẩm nha cô chú anh chị. Được dán tem là sản phẩm thuộc thương hiệu của Epon nha cô chú và anh chị. Và có mã quét QR để sản phẩm là giá bao nhiêu đây cô chú anh chị nha. Thì đây là cái sản phẩm từ bên phía của công ty, cho nên là cô chú anh chị cứ yên tâm về những cái mặt hàng như thế này, đảm bảo chất lượng ISO Munbobo luôn nha cô chú ông bà anh chị. Thì rất mong được quý ông bà cô chú anh chị ủng hộ vợ chồng Lực Tàn, để vợ chồng Lực Tàn có kinh phí để đi đến với những mảnh đời khó khăn bất hạnh trong cuộc sống nha. Quý ông bà cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ gọi điện số Zalo, số điện thoại cũng như là Viber trên màn hình. Vợ chồng Lực Tàn sẽ ship hàng và giao hàng toàn quốc đến mọi nơi, mọi ngóc, mọi ngách, đến tận tay cho người tiêu dùng nha quý ông bà cô chú anh chị. Rất mong được sự ủng hộ của quý ông bà cô chú anh chị về những cái sản phẩm mà vợ chồng của Lực Tàn đang bán đây. Đây là một cái niềm động lực rất lớn. Thì hy vọng quý ông bà cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi điện cái số trên màn hình nha.